Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần bài tập cuối chương 8, nằm trong sách giáo khoa toán 7, bộ sách Kết chân trời sáng tạo. Chúng ta cùng nhau đến với bài số 1. Cho tam giác ABC cân tại A, góc A nhỏ hơn 90 độ. Hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H. Chúng ta sẽ cùng nhau vẽ hình nhé. Đối với tam giác cân thì hai cạnh bên còn là tam giác có hai cạnh bên bằng nhau, đúng không nào? Vậy chúng ta có thể dùng compa để chúng ta vẽ đối với hình này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ cân tại A, tức là cạnh đáy là cạnh BC. Vậy chúng ta sẽ vẽ cạnh đáy trước. Đây là BC. Sau đó chúng ta với cùng một bán kính, chúng ta sẽ vẽ từ bán kính đường tròn tâm C và đường tròn tâm B. Cắt nhau tại đâu thì đấy chính là điểm A. Nối A với C này, A với cả B. Thì chúng ta sẽ được tam giác ABC là tam giác cân tại A, góc A nhỏ hơn 90 độ. Với tam giác cân thì sẽ có hai góc ở đáy bằng nhau, đúng không nào? Câu hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H. BE và CF cắt nhau tại H. Câu A, chứng minh tam giác BEC bằng với tam giác CFB. Câu A này, chúng ta sẽ xét tam giác BEC và tam giác CFB. Ta có BEC và CFB, chúng ta có cạnh BC là cạnh chung, đúng không nào? Chúng ta sẽ có góc EBC sẽ bằng với cả góc FCB, do tam giác ABC là tam giác cân tại A. Được chưa nào? Chúng ta có góc BFC thì bằng góc CBEC bằng góc CFB bằng 90 độ. Cái này là giả thiết, được không nào? Từ đây chúng ta suy ra tam giác BEC sẽ bằng với tam giác CFB, do là cạnh huyền và góc nhọn, đúng không nào? Đó, cạnh huyền góc nhọn. Rồi, sau khi có hai tam giác này bằng nhau, chúng ta đã chứng minh xong câu A. Câu B, đề bài yêu cầu chúng ta chứng minh tam giác AHF. AHF nối A với cả H. AHF bằng với cả tam giác AHE. Được chưa nào? AHF bằng với tam giác AHE. Thì nhìn vào hai tam giác này thì chúng ta sẽ có những cái gì bằng nhau rồi? Chúng ta sẽ có là góc F và góc E là hai góc vuông. Vậy đây là hai tam giác vuông, có chung cạnh huyền là cạnh AH. Chúng ta có cạnh AF bằng với cạnh AE, do chúng ta vừa chứng minh được ở đây thì vừa rồi chúng ta đã chứng minh được B, tam giác BEC bằng với tam giác CFB, tức là cạnh EC bằng với cạnh BF, đúng không nào? Các bạn để ý ở đây, chúng ta sẽ suy ra được là cạnh B cạnh BF bằng với cả cạnh EC. Ở đây là hai cạnh tương ứng. Đó, mà chúng ta có là cạnh AF thì bằng cạnh AB trừ đi cạnh BF. Cạnh AE thì bằng cạnh AC trừ đi cạnh AE. Đấy, thế mà ta có là cạnh AB thì bằng cạnh AC, do tam giác ABC này là tam giác cân tại A. Đúng không nào? Vậy thì từ 3 điều này, 4 điều này, chúng ta sẽ suy ra được là cạnh AF sẽ bằng với cả cạnh AE. Đấy, vậy là tam giác AHF và tam giác AHE có cạnh huyền và cạnh góc vuông bằng nhau. Vậy thì hai tam giác này sẽ bằng nhau, đúng không nào? Đó, theo trường hợp là cạnh huyền và cạnh góc vuông. Bây giờ chúng ta sẽ xét tam giác AFH và tam giác AEH vuông tại F và E. Ta có này,
cạnh AH này sẽ là cạnh chung đúng không nào? Tiếp theo đấy là cạnh AF bằng với cạnh AE do chứng minh trên ta vừa chứng minh được. Đấy. Vậy từ đây ta sẽ suy ra được tam giác AFH hay tam giác AHF cũng được. AHF bằng với tam giác AHE. Miễn làm sao mà các góc tương ứng bằng nhau và các cạnh tương ứng bằng nhau. Theo trường hợp là cạnh huyền và cạnh góc vuông. Được chưa nhỉ? Đó. Vậy thì chúng ta đã xong câu B. Chúng ta cùng nhau đến với câu C. Gọi Y là trung điểm của BC. Gọi Y là trung điểm của BC. Chứng minh 3 điểm AHI thẳng hàng. AHI thẳng hàng. Được chưa nào? Đó. Vậy thì đầu tiên thì chúng ta quan sát thấy này. BE thì vuông góc với AC, CF thì vuông góc với cả AB, mà BE giao với cả CF tại điểm H. Vậy tức là H chính là giao điểm của hai đường cao, đúng không nào? Từ đây ta suy ra được là H chính là trực tâm của tam giác ABC, được chưa nhỉ? Đó, H chính là trực tâm của tam giác ABC. Nếu như AI mà vuông góc với BC thì AHI sẽ phải thẳng hàng. H là trực tâm thì ta sẽ suy ra được là AH sẽ vuông góc với BC, đúng không nào? Đấy, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta đấy là chúng ta chứng minh AI vuông góc với BC là được. Đấy. Rồi, vậy thì chứng minh như thế nào? Để chứng minh AI vuông góc với BC thì ta cần chứng minh cái góc Y1 và góc Y2 bằng 90 độ, được không nhỉ? Vậy với bài này thì rất là quen thuộc, chúng ta đã chứng minh rất nhiều trong bài về trực tâm rồi. Đó, giao tính chất của ba đường cao. Thì đầu tiên thì cô sẽ xét tam giác AIB và tam giác AIC. Ta có cái gì ạ? Ta có đấy là AB thì bằng với AC. Này là giả thiết AI chung, được không nhỉ? AI chung và BI bằng với cả IC. Cái này do Y nó là trung điểm của BC, được chưa nào? Đó. Vậy thì sau khi có ba cạnh này rồi, ta sẽ suy được tam giác AIB sẽ bằng với tam giác AIC theo trường hợp cạnh. Hai tam giác này bằng nhau rồi, ta sẽ suy ra được góc Y1 bằng với cả góc Y2. Đấy. Mà hai cái góc Y1 và góc Y2 này ở vị trí kề bù. Đấy, nên ta sẽ có là góc Y1 cộng với cả góc Y2 bằng 180 độ. Vậy từ hai điều này ta sẽ suy ra là góc Y1 bằng với cả góc Y2 sẽ bằng 90 độ, đúng không nào? Y1 bằng Y2 bằng 90 độ rồi, ta sẽ suy ra được là AI vuông góc với BC. AH cũng vuông góc với BC, AI cũng vuông góc với BC. Đấy. Vậy thì theo định lý Thales thì chúng ta sẽ có là qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, ta chỉ kể được duy nhất một đường thẳng vuông góc với cả đường thẳng đã cho, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là từ 1 và 2 ta sẽ suy ra được là AHI này thẳng hàng. Được chưa nào? Đó, thì đấy chính là bài tập số 1 của chúng ta. Chúng ta cùng nhau đến với bài tập số 2. Cho tam giác ABC vuông tại A vẽ đường cao AH. Nào. Tam giác vuông tại A. ABC vẽ đường cao AH. Trên tia đối của tia HA lấy điểm M sao cho H là trung điểm của AM. Và đi với cái hình này nó sẽ hơi bị ngắn một chút, đúng không nào? Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài số 2. Cho tam giác ABC vuông tại A. AH là đường cao
Trên tia đối của tia HA lấy điểm M sao cho H là trung điểm của AM. Được chưa? Đó. Chứng minh tam giác ABM là tam giác cân. M nó sẽ ở chỗ này đúng không nào? Rồi, thì với bài này chúng ta sẽ cùng nhau vẽ sơ đồ nhé. Cô sẽ ghi ở bên này là sơ đồ, là cái mà chúng ta sẽ làm ra nháp trước. Ta cần chứng minh tam giác ABM là tam giác cân. Tam giác cân tức là chúng ta cần phải chứng minh được hai cạnh, một trong hai cách. Đấy là một, ta chứng minh cạnh BA bằng với cạnh BM. Đấy, nhìn ở đây chúng ta thấy rằng là nó có thể cân tại B thôi, đúng không nào? Hai, đấy chúng ta chứng minh hai góc ở đáy bằng nhau, tức là góc A, B, AM bằng góc BMA. Vậy cô sẽ chọn cách một trước, đấy là cô chứng minh BA bằng với cả cạnh BM. Để chứng minh hai cạnh bằng nhau, chúng ta có thể xét tam giác, đúng không nào? Đấy, chúng ta có thể chứng minh tam giác ABHA bằng với tam giác BHM vì nó chứa cạnh BA và cạnh BM. Để chứng minh hai tam giác bằng nhau thì ta cần 3 yếu tố. Yếu tố đầu tiên chúng ta nhìn thấy đấy là BH chung. Cô ký hiệu góc này góc H1 và góc H2. Góc H1 thì bằng góc H2 cùng bằng 90 độ. Cái này là giả thiết đúng không nào? AH là chiều đường cao. Đấy, tiếp theo chúng ta có cạnh HM bằng với cả cạnh HA, cái này cũng là giả thiết. Vậy là chúng ta đã xong rồi, đều là giả thiết đã cho rồi. Vậy ta hoàn toàn có thể chứng minh tam giác ABM cân. Với việc trình bày, chúng ta sẽ trình bày từ dưới lên trên, đúng không nào? Câu A, đầu tiên chúng ta sẽ xét tam giác BHA và tam giác BHM. Ta có BH chung góc H1 bằng với góc H2 bằng 90 độ, cái này là giả thiết. HM thì bằng HA, này cũng là giả thiết. Vậy từ đây chúng ta suy ra được tam giác BHA bằng với tam giác BHM theo trường hợp cạnh góc cạnh. Vậy thì từ đây chúng ta suy ra được cạnh BA sẽ bằng với cạnh BM do là hai cạnh tương ứng. Có hai cạnh này bằng nhau rồi, ta sẽ suy ra được tam giác ABM sẽ là tam giác cân tại B. Được chưa nào? Đó, thì đấy chính là ý A của chúng ta. Chúng ta cùng nhau chuyển sang ý B. Chứng minh tam giác ABC bằng tam giác MBC. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau nối M với cả C này. Vẫn là ghi sơ đồ nha. Câu B, chúng ta cần chứng minh tam giác ABC bằng với tam giác MBC. Vậy ta cũng sẽ cần 3 yếu tố, đúng không nào? Vậy nhìn đây thì sẽ thấy có BC là chung rồi. Đó, BC chung. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy rằng là thường thì câu B nó sẽ liên quan và sử dụng những cái mà chúng ta suy ra được từ câu A. Câu A thì chúng ta chứng minh được tam giác ABH bằng tam giác MBH. Đấy, vậy thì ta sẽ có thể suy ra được đấy là AB bằng với BM thì là hai cạnh tương ứng, đúng không nào? Tiếp theo, cô sẽ gọi đây là góc B1 và góc B2. Chúng ta có góc B1 bằng với góc B2 ở đây sẽ là hai góc tương ứng. Được chưa nhỉ? Đấy, vậy thì từ việc mà chúng ta suy ra hai tam giác này bằng nhau, ta có này tam giác BHA bằng với tam giác BHM. Đây là chứng minh câu A. Thì chúng ta sẽ suy ra được đấy là cạnh AB bằng cạnh MB, hai cạnh tương ứng. Có viết tắt chữ tương ứng. Góc B1 bằng với cả góc B2, đây là hai góc tương ứng, đúng không nhỉ? Vậy thì bây giờ chúng ta sử dụng sơ đồ này thôi để chúng ta bắt đầu chứng minh hai tam giác ABC bằng tam giác MBC. Vậy ta sẽ xét tam giác ABC và tam giác MBC. Ta có BC chung AB bằng với MB, đúng không nào? Góc B1 bằng với cả góc B2. Đó, từ đây ta suy ra được tam giác ABC bằng với tam giác MBC theo trường hợp cạnh góc cạnh. Và đấy chính là bài số 2 của chúng ta.
Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài số 3. Bài số 3 của chúng ta có nội dung như sau. Cho tam giác ABC vuông cạnh A với cạnh AB thì nhỏ hơn cạnh AC. Vậy ta sẽ vừa đọc đề và vừa vẽ hình luôn nhé. Ta sẽ vẽ dịch xuống dưới một chút tại vì nó có tia đối. BAC đường cao AH. Trên tia đối của tia HC lấy điểm D sao cho HD bằng với HC. Này của cô sẽ đúng là bằng đến đây luôn. D HD bằng với cả HC. Chứng minh AC bằng với AD. Đó, rất là đơn giản. Các bạn hoàn toàn có thể xét hai tam giác bằng nhau, chứa hai cạnh là AD và AC. Thì ở đây chúng ta sẽ là tam giác ACH và tam giác ADH, đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ xét tam giác ACH và tam giác ADH. Ta có AH chung. Chúng ta có góc AHC bằng góc AHD bằng 90 độ. Do AH thì vuông góc với cả BC, đúng không nào? Tiếp đến chúng ta có HD bằng với HC, cái này là giả thiết. Vậy từ đây ta suy ra được tam giác ACH bằng với tam giác ADH theo trường hợp cạnh góc cạnh. Đấy. Từ hai tam giác này bằng nhau ta sẽ suy ra được là AC bằng với AD. Đây là hai cạnh tương ứng. Được chưa nào? Thì đấy chính là ý A của chúng ta. Chúng ta đến với ý B, chứng minh góc ADB. ADB bằng với cả góc ABHA. Tức là ta cần chứng minh góc D1 này bằng với cả góc A1. Được chưa nào? Đấy, D1 bằng với cả góc A1. Rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ chứng minh như thế nào đây? Ở đây có rất nhiều cách để chứng minh hai cạnh à hai góc bằng nhau. Một là các bạn có thể chứng minh hai tam giác bằng nhau, đúng không nhỉ? Hai là chúng ta sẽ có thể chứng minh dựa vào việc là cùng cộng với một góc thứ ba bằng cùng cộng với một góc nào đó ra một số đo bằng nhau. Thì ở đây cô sẽ chọn cách thứ hai. Thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là cô gọi đây là góc B1. Vừa rồi chúng ta chứng minh là tam giác AHC bằng tam giác AHD, đúng không nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ có thể suy ra được thêm, đấy là góc D1 sẽ bằng với cả góc C1. Đây là hai góc tương ứng. Được chưa nào? Đấy, hai góc tương ứng. Bây giờ chúng ta xét tam giác AHB vuông tại H. Thế thì tam giác mà vuông tại H thì hai góc nhọn là góc A1 cộng với cả góc B1 nó sẽ bằng 90 độ, đúng không nhỉ? Đấy, xét tam giác ABC này thì vuông tại A. Ta sẽ suy ra được là góc B1 cộng với góc C1 này nó cũng sẽ bằng 90 độ. Đó, mà góc C1 thì bằng với cả góc D1. Nên từ hai cái dòng cuối cùng này chúng ta sẽ suy ra được, đấy là góc mà góc BC1 bằng góc, tức là chúng ta sẽ suy ra được là góc B1 cộng với cả góc D1 này sẽ bằng 90 độ. Với cô đánh dấu đây là 1 và 2. Từ 1 và 2 chúng ta sẽ suy ra được, đấy là góc A1 bằng với góc D1 do là cùng cộng với góc B1 thì bằng 90 độ. Đúng chưa nào? Đấy. Hai góc này bằng nhau tức là tương hoặc. Hay này, ta có thể kết luận theo sách đề bài yêu cầu, đấy là góc ADB bằng góc BAH. Đây là điều phải chứng minh. Được chưa nhỉ? Thì đấy chính là bài số 3 của chúng ta. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài số 4. Bài số 4 của chúng ta có nội dung như sau. Cho tam giác ABC vuông tại A. Vuông tại A, được chưa nào?
cạnh AB nhỏ hơn cạnh AC. Đấy, trên tia BC lấy điểm N sao cho BA bằng với cả BN. Cô sẽ đo này, BA của cô thì là 3 cm, vậy thì BN của chúng ta cũng sẽ là 3 cm. N. Tiếp theo đấy là kẻ BE vuông góc với cả AN. Chứng minh BE là phân giác của góc ABN. Vậy thì để chứng minh được BE là phân giác của góc ABN, tức là ta cần chứng minh góc B1 bằng với cả góc B2. Và ta hoàn toàn có thể xét tam giác, đúng không nào? Đấy, xét tam giác. Rồi. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là phân tích đề bài một chút, khi mà chúng ta có AB bằng với cả NB, đúng không nào? AB bằng NB, tức là ta sẽ suy ra tam giác ABN này nó sẽ cân tại B, đúng không nhỉ? Tam giác cân tại B thì ta sẽ có thể suy ra được góc A1 bằng với cả góc N1. Đây là hai góc ở đáy. Được chưa nào? Đó, vậy thì có hai góc này bằng nhau này. Đấy, hai góc B1 và góc B2 này, AB và bằng AN này. Vậy ta hoàn toàn có thể chứng minh được tam giác AEB bằng tam giác NEB. Vậy ta sẽ xét tam giác AEB và tam giác NEB. Ta có AB bằng với BN, cái này là giả thiết. Góc góc B1 và góc B2 ta đang cần chứng minh, cô xin lỗi. Cho nên chúng ta sẽ có góc A1 bằng với cả góc N1. Đây là chứng minh trên, đúng không nào? Ta có là đây là hai tam giác vuông, đúng không nhỉ? Đấy, hai tam giác vuông. Chúng ta sẽ ghi là vuông tại E. Đó, vuông tại E. Vậy thì đây chính là cạnh huyền và góc nhọn, thì ta sẽ suy được tam giác AEB bằng với tam giác NEB theo trường hợp đấy là cạnh huyền và góc nhọn. Hai tam giác này bằng nhau rồi thì ta sẽ suy ra được đấy là góc B1 thì bằng góc B2. Đây là hai góc tương ứng. Vậy thì suy ra được đấy là BE chính là phân giác của góc ABC. Được chưa nhỉ? BE chính là phân giác của góc ABC. Đó. Rồi. Hay là phân giác của góc ABN theo đề bài yêu cầu đấy. Được chưa nào? Thì đấy chính là ý A. Ta đến với ý B. Kẻ đường cao AH của tam giác ABC. Kẻ đường cao AH. Gọi K là giao điểm của AH với cả BE. Chứng minh NK song song với CA. NK song song với AC. Đó, được chưa nào? Rồi, thế thì bài này chúng ta sẽ làm như sau. Ta sẽ thấy rằng là AH thì vuông góc với BN này, đúng không nào? BE thì vuông góc với cả AN này. Thế mà AH giao với cả BE tại điểm K. Vậy thì từ đây ta sẽ suy ra được K là nó sẽ là trực tâm của tam giác ABN. Vậy tức là NK nó sẽ vuông góc với cả AB, đúng không nào? Đấy, mà AC thì cũng vuông góc với AB do tam giác ABC này nó vuông tại A. Vậy thì NK vuông góc với AB, NAC vuông góc với AB. Vậy ta sẽ suy ra được là NK sẽ song song với cả AC. Thì đấy chính là ý B của chúng ta. Chúng ta đến với ý C. Đường thẳng BK cắt AC tại F. BK cắt AC tại F.
G là giao điểm của đường thẳng AB và NF. G là giao điểm của AB và NF. Chứ nào? Đó. Chứng minh rằng tam giác GBC là tam giác cân. Tam giác GBC để chứng minh nó cân thì chúng ta sẽ cần phải chứng minh được là BG bằng với cả BC, đúng không nào? Và ta có thể hoàn toàn chứng minh dựa vào việc là chứng minh hai tam giác bằng nhau, đúng không nào? Tam giác mà chứa BG sẽ ở đây sẽ có tam giác BNG hoặc tam giác BFG và tam giác BFC. BFG và BFC chúng ta có BF chung này, góc B1 bằng góc B2 này, đúng không nào? Đấy, B1 bằng B2. Tiếp theo thì chúng ta cũng không còn không 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 còn dữ kiện nào nữa. Vậy ta sẽ thử tam giác BAC và tam giác BNC nào. BAC thì sẽ là ở đây chúng ta sẽ có là BAC và BNC chúng ta sẽ có là BA bằng với BN góc B chung, đúng không nào? Đấy, nếu như chúng ta chứng minh được là GN nó vuông góc với cả BC thì chúng ta sẽ có đây là hai tam giác vuông. Vậy thì NG có vuông góc với BC không nhỉ? Nên là chúng ta sẽ trả lời là có nha. Tại vì các bạn có thể chứng minh tam giác ABF và tam giác NBF bằng nhau. Thấy chưa nhỉ? Vậy cô và các bạn sẽ cùng chứng minh câu này nhé. Đầu tiên thì cô sẽ chứng minh góc N bằng 90 độ đã này. Chúng ta sẽ xét tam giác ABF và tam giác NBF ta có đấy là BF chung góc B1 bằng góc B2, cái này là chứng minh trên, đúng không nào? Đấy, AB bằng với NB, cái này là giả thiết, đúng chưa? Vậy từ ba điều này ta sẽ suy ra được tam giác ABF bằng tam giác NBF theo trường hợp cạnh góc cạnh hai tam giác này bằng nhau rồi thì chúng ta sẽ suy ra được đấy là góc FAB bằng góc FNB và cùng bằng 90 độ. Được chưa nhỉ? Đấy, vậy là đây chính là hai góc bằng nhau rồi. Đó. Vậy thì từ cái này thì chúng ta hoàn toàn có thể xét được hai tam giác to. Đấy là xét tam giác BNG và tam giác BAC vuông tại A và N ta có, đúng không nào? Đấy, ta có đấy là AB bằng với cả NB, cái này là giả thiết. Thứ hai đấy là chúng ta sẽ có ở đây là góc B chung, đúng không nhỉ? Góc B chung. Tiếp đến đấy là góc BAC bằng với góc BNG cùng bằng 90 độ. Vậy thì từ ba điều này chúng ta sẽ suy ra được tam giác BNG bằng với tam giác BAC theo trường hợp là cạnh góc. Ở đây là góc cạnh góc. Được không nào? Đấy, hai tam giác này bằng nhau rồi thì chúng ta sẽ suy ra được đấy là BG bằng với BC. Đây là hai cạnh tương ứng. Đó. Vậy thì hai cạnh này bằng nhau thì ta sẽ suy ra tam giác GBC cân tại B hay tam giác. Được không nhỉ? Đó, thì đấy chính là bài số 4 của chúng ta. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài số 5. Bài số 5 của chúng ta có nội dung như sau. Cho tam giác ABC nhọn với AB thì nhỏ hơn với AB nhỏ hơn AC. Vẽ đường cao AH trung trực của BC cách AC tại M. Và chúng ta sẽ cùng vừa vẽ hình và vừa đọc đề nhé. Bài số 5. Cho tam giác ABC nhọn với AB thì nhỏ hơn AC.
Vẽ đường cao AH. Đường trung trực của cạnh BC. Trung trực tức là đường thẳng đi qua trung điểm và vuông góc với cạnh đó, đúng không nhỉ? Đấy, với cạnh này của chúng ta nó sẽ là, đây là 4 này, khoảng 4, phẩy, 4,6 5 4 5,6 5,6 tức là 2,8. Trung điểm. Trung trực của cạnh BC cách AC tại M. Đây chính là trung trực của AC, gọi cái này là Y đi. Cách AC tại M, đúng không nhỉ? Cách BC đây người ta cho tại N rồi. Đó. Chứng minh tam, chứng minh rằng góc BMN, BMN BMN bằng góc HAC, HAC để cho nhỉ? BMN là góc này bằng với góc HAC là góc này. Được chưa nào? Đó. Rồi bây giờ chúng ta cần phải chứng minh được hai góc này bằng nhau. Được chưa nhỉ? Đó. Vậy thì chứng minh hai góc này bằng nhau thì chúng ta có thể xét tam giác hoặc là chứng minh nó cùng cộng với một góc nào đó bằng 90 độ hoặc là bằng một cái số đo giống nhau, bằng một góc giống nhau. Vậy hai tam giác ở đây thì hơi khó tại vì là chúng ta không nhìn thấy hai cái tam giác nào bằng nhau mà chỉ có hai góc này cả. Vậy chúng ta sẽ sử dụng cách thứ hai. Được chưa nào? Ta sẽ sử dụng cách thứ hai. Ở đây thì chúng ta sẽ có là MN nó vuông góc với BC, đúng không nhỉ? AH cũng vuông góc với BC. Vậy từ đây ta suy ra được là MN sẽ song song với cả AH. Tức là ở đây cô gọi đây là góc M1 và góc M2, góc A1. Góc A1 sẽ bằng góc M1, đây là hai góc đồng vị. Đúng không nhỉ? Hai góc đồng vị. Đấy. Nếu như góc M1 bằng góc M2 thì góc A1 nó sẽ bằng góc M2. Đúng không nhỉ? M1 và M2 bằng nhau thì chúng ta sẽ có thể là xét tam giác BMN và tam giác CMN. Ta có này. Ta có đấy là MN chung. Được chưa nhỉ? Đấy, cô gọi đây là góc N2 và góc N1. Góc N2 bằng góc N1 cùng bằng 90 độ. Tiếp NC bằng với cả NB, cái này là giả thiết do MN là trung trực. Từ ba cái này ta sẽ suy ra được tam giác BMN bằng với tam giác CMN theo trường hợp góc cạnh góc. Vậy ta hai tam giác này bằng nhau rồi thì ta sẽ suy ra được đấy là góc M1 sẽ bằng với góc M2. Đây là hai góc tương ứng. Được không nhỉ? Vậy thì từ 1 và 2, từ 1 và 2 ta sẽ suy ra được đấy là góc A1 bằng với góc M2 hay góc BMN bằng với cả góc HAC. Được chưa nhỉ? Thì đấy chính là ý A của chúng ta. Ta cùng nhau đến với ý B. Kẻ MI vuông góc với cả AH. MI vuông góc với AH. Vậy K là giao điểm của AH với BM. K là giao điểm của AH và BM. Chứng minh Y là trung điểm của AK. Chứng minh Y này sẽ là trung điểm của AK. Vậy để có thể chứng minh Y là trung điểm của AK thì chúng ta sẽ cần phải chứng minh được AI bằng với cả IK. Vậy thì AI bằng với IK, mà các bạn thấy rằng là để chứng minh AI bằng IK thì chúng ta có thể xét tam giác. Ở đây cô sẽ ghi sơ đồ một chút nhé. Ta cần chứng minh Y nó là trung điểm của AK. Tức là chúng ta cần phải chứng minh AI bằng với cả IK. Đúng không nào? Mà để chứng minh AI bằng IK thì chúng ta có thể xét tam giác.
chứng minh hai tam giác bằng nhau mà chứa AI và chứa IK. Tức là ở đây chúng ta sẽ chứng minh tam giác AIM bằng với tam giác KIM. Hai tam giác này bằng nhau thì chúng ta có cần những điều kiện gì? Đầu tiên thì chúng ta có IM này là cạnh chung rồi. Đó, cô sẽ ký hiệu đây là góc I1 và đây là góc I2, được không nào? Đấy, có góc I1 bằng với cả góc I2 bằng 90 độ. Tức là hai tam giác này là hai tam giác vuông. Vậy chúng ta cần có hai điều kiện của cái tam giác vuông này. Thì đây có IM chung, vậy chúng ta cần thêm một cái điều kiện nữa, đúng không nào? Đó, chúng ta cần thêm điều kiện. Đây chúng ta cần chứng minh góc M1, M2, đây sẽ là M3 và M4. Ta cần phải có góc M3 bằng với cả góc M4, thì nó sẽ là trường hợp góc cạnh góc M3 bằng với M4. Thì đây là điều kiện mà chúng ta chưa có và chúng ta đang cần phải chứng minh, đúng không nào? Đấy, vậy thì chứng minh cái này như thế nào? Thì các bạn quan sát cho cô thấy này, đề bài yêu cầu chúng ta kể IM vuông góc với cả AH. Đấy, mà chúng ta thấy là BC nó cũng vuông góc với AH. Vậy từ hai điều kiện này chúng ta sẽ suy ra được là IM của chúng ta sẽ song song với cả BC, đúng không nào? IM song song với BC. Cô ký hiệu đây là góc B1 và đây là góc C1. Vì IM song song với BC nên chúng ta sẽ suy ra được góc M3 của chúng ta bằng với cả góc B1. Ở đây là hai góc so, le, trong, đúng không nào? Đó, M3 và góc B1. Đấy, tiếp đến chúng ta sẽ có được góc M4 bằng với cả góc C1. Đây là hai góc đồng vị. Được chưa nhỉ? Hai góc đồng vị. Đó. Thế mà các bạn thấy rằng là ở ý A chúng ta vừa chứng minh được hai tam giác BMN bằng với cả tam giác CMN. Vậy chúng ta có này, sẽ có được cạnh BM bằng với cả cạnh CM. Ở đây là hai cạnh tương ứng. Tương ứng. Đúng không nhỉ? Đấy, hai cạnh tương ứng. Rồi, cạnh BM mà bằng cạnh CM thì chúng ta sẽ suy ra được tam giác MBC sẽ là tam giác cân. Tam giác cân tại M. Được không nhỉ? Tam giác này mà cân tại M thì chúng ta sẽ suy ra được là góc B1 sẽ bằng với cả góc C1. Vậy cô sẽ đánh dấu đây là 1, 2 và 3. Vậy thì từ 1, 2 và 3 ta sẽ suy ra được góc M3 của chúng ta bằng với cả góc M4, đúng không nào? Đấy, vì góc M3 bằng góc B1, góc M4 bằng góc C1, B1 bằng C1 rồi thì hai góc này của chúng ta sẽ bằng nhau. Vậy đến đây chúng ta đã hoàn thành xong cái phần dữ kiện mà chúng ta đang thiếu. Vậy đến bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể xét hai tam giác, đúng không nào? Đến đây thì cô chỉ cần nhìn vào sơ đồ thôi là cô đã có thể chứng minh được rồi. Ở đây chúng ta xét tam giác AIM và tam giác KIM. Ta có IM chung, đúng không nào? Góc I1 bằng với cả góc I2 bằng 90 độ. Góc M1, M ở đây là M3 sẽ bằng với cả góc M4. Này là chứng minh trên, còn này là giả thiết, đúng không nào? Vậy thì có ba điều kiện này rồi thì ta sẽ suy ra được tam giác AIM bằng với tam giác KIM theo trường hợp góc cạnh góc. Hai tam giác này bằng nhau, ta sẽ suy ra được là AI bằng với KI. Đây là hai cạnh tương ứng. Cô viết tắt chữ tương ứng, đúng không nào? Hai cạnh này bằng nhau rồi, ta sẽ suy ra được I nó là trung điểm. Mà đây là I của chúng ta thuộc vào AK, đúng không nào? Nên ta suy ra I nó sẽ là trung điểm của AK. Vậy đấy chính là điều mà bài toán yêu cầu chúng ta chứng minh. Và đó chính là bài tập số 5 của chúng ta. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài số 6. Bài số 6 của chúng ta thì có nội dung như sau. Cô sẽ vừa đọc và vừa vẽ hình luôn nhé. Cho tam giác nhọn AMNP, đó, các trung tuyến ME và NS cắt nhau tại G. Một tam giác nhọn MNP, các trung tuyến ME và NF. ME thì E sẽ là trung điểm của K.
cạnh NP đúng không nào? Trung điểm ta đo này. Và NF. Các bạn lưu ý là chúng ta đánh dấu trung điểm bằng các cái ký hiệu giống nhau để chúng ta nhìn vào hình là chúng ta sẽ thấy ME và NF cắt nhau tại G. Hai trung tuyến cắt nhau thì giao điểm của nó chính là trọng tâm. Các bạn lưu ý cho cô điều đấy. Trên tia đối của tia FN lấy điểm D, sao cho FD bằng với cả FN. D. Được chưa nào? Đó. Chứng minh tam giác MFN MFN bằng với tam giác PFD. Đó, được chưa nào? MFN bằng với tam giác PFD. Rồi, hai tam giác này chúng ta cần phải chứng minh bằng nhau thì các bạn quan sát thấy là chúng ta đã có những điều kiện gì rồi đây nhỉ? Chúng ta có là MF chung, FN bằng với cả FD, đúng không nào? Đấy, bây giờ chúng ta cần phải chứng minh thêm một cái điều kiện nữa. Thì ở đây chúng ta hoàn toàn là có thể chứng minh góc F1 bằng với cả góc F2, đúng không nào? Góc F1 bằng với cả góc F2. Đấy, tại sao? Đó, tại vì sao hai góc này lại bằng MFN bằng với cả tam giác PFD, cô xin lỗi, PFD. Cô sẽ nối P với F và D. Đây chính là tam giác của chúng ta này, được không nhỉ? Đó, thì chúng ta có những điều kiện gì rồi đây? Chúng ta có MF bằng với FD, chúng ta có FN bằng FD, chúng ta có góc F1 bằng góc F2, tại vì đây là hai góc đối đỉnh, đúng không nào? Đó, vậy các bạn hoàn toàn có thể xét luôn hai tam giác. Xét tam giác MFN và tam giác PFD, ta có đầu tiên đấy là FM bằng với cả FP. Này là giả thiết do F là trung điểm của MP. Đó, tiếp theo chúng ta có là FN bằng với cả FD. Ở đây cũng là giả thiết vì trên tia đối của tia FN lấy điểm D, sao cho FN bằng FD, đúng không nào? Chúng ta có góc F1 bằng góc F2, ở đây là hai góc đối đỉnh. Từ ba điều kiện này chúng ta suy ra được tam giác MFN bằng tam giác PFD theo trường hợp cạnh góc cạnh, được không nào? Và đấy chính là ý A của chúng ta. Chúng ta đến với ý B. Trên đoạn thẳng FD lấy điểm H, sao cho F là trung điểm của GH. F là trung điểm của GH. Một này cộng thêm ba, đây là H, sao cho đây là trung điểm của GH. F là trung điểm của GH, được chưa nào? Gọi K là trung điểm của DP. K là trung điểm của DP. Chứng minh MHK thẳng hàng. Được chưa nào? Chứng minh MHK thẳng hàng. Rồi, chúng ta quan sát này. Ở đây để mà chứng minh MHK thẳng hàng thì chúng ta thấy rằng là đây có rất nhiều trung điểm. Vậy thì cái mà chúng ta nghĩ đến đấy là trọng tâm, đấy là đường trung tuyến, đúng không nào? Đấy. Thế ở đây chúng ta có là gì? Chúng ta có KD bằng với KP, cái này là giả thiết. Từ đây chúng ta suy ra được là MK nó sẽ là trung tuyến, là trung tuyến của tam giác MDP, đúng không nào? Chúng ta có DG cũng là trung tuyến, là trung tuyến của tam giác MDP.
Được chưa? Đó, vậy đây là chúng ta đã có hai trung tuyến rồi. Đấy. Rồi, tiếp theo chúng ta thấy này. Vì G nó là trọng tâm, G nó là giao điểm của ME và NF, nên ta suy ra được G nó là trọng tâm của tam giác MNP. Vì G là trọng tâm của tam giác MNP nên ta sẽ suy ra được là gì? Chúng ta sẽ có được là GF trên NG nó sẽ bằng 1/2, đúng không nhỉ? Ta có rất là nhiều điều kiện. Hoặc ở đây chúng ta có thể chỉ ra là GF trên NF nó sẽ bằng 1/3. Tức là GF này sẽ chiếm 1 phần, còn NF của chúng ta sẽ chiếm 3 phần, đúng không nào? Đấy, chiếm 3 phần. Rồi, và ở đây chúng ta có cái gì? Mà ta có là FH thì bằng với cả GF, đúng chưa nào? Chúng ta có GFD thì chúng ta bằng với cả NF. Từ đây chúng ta suy ra được là GF trên NF bằng với FH trên FD bằng 1/3. Vậy thì tức là ta suy ra được đấy là H nó chính là trọng tâm, trọng tâm của tam giác MDP, được không nào? H mà là trọng tâm của tam giác MDP thì chúng ta đánh dấu sao? MK là trung tuyến và 2 sao. Thì từ sao và 2 sao chúng ta có thể suy ra được đấy là H nó sẽ phải thuộc vào MK, vì nó sẽ là giao điểm của các đường trung tuyến. Vậy MHK của chúng ta sẽ thẳng hàng, được không nào? Đó, thì đấy chính là bài số 6 của chúng ta. Vậy thì những bài mà liên quan đến yếu tố thẳng hàng thì chúng ta thường sẽ áp dụng về các cái giao điểm của ba đường trọng trung tuyến này, đường cao này, đường trung trực này, đúng không nào? Đấy, đường phân giác này. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài số 7. Bài số 7 của chúng ta có nội dung như sau. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB thì bằng 1/2 AC. Tức là AB của chúng ta sẽ bằng một nửa của AC. Như thế nào? Cô sẽ vẽ hình 3. Đây của chúng ta sẽ là 6. C để trên nào. Đó. AD là tia phân giác của góc BAC. BAC góc 90 độ thì phân giác của chúng ta sẽ là 45 độ. E là trung điểm của AC. Đây chính là E của chúng ta này. Và ba cạnh này sẽ bằng nhau luôn, chúng ta có thể chứng minh. Đó, vì E nó là trung điểm của AC nên ta suy ra được đấy là AE bằng với EC bằng 1/2 AC. Mà AB của chúng ta cũng bằng 1/2 AC nên ta suy ra được đấy là AE bằng với EC bằng với cả AB, và ta ký hiệu luôn ba cái đoạn này bằng nhau để lát nữa chúng ta có thể là chúng ta sẽ cần phải sử dụng, được không nào? Đó. Câu A. Chứng minh DE bằng với DB. Được không nào? DE bằng DB, vậy chúng ta chỉ còn cách là chúng ta xét tam giác là nhanh nhất thôi. Vậy chúng ta sẽ xét tam giác ADE và tam giác ADB. Ta có này, đầu tiên đấy là AD chung, đúng không nào? Đó, cô ký hiệu đây góc A1 và góc A2.
Góc A1 bằng với góc A2 ở đây do AD nó là phân giác của góc ABAC. Được chưa nào? Chúng ta có AB bằng với AE đó, chứng minh trên, chúng ta vừa mới chứng minh xong. Vậy thì từ ba điều kiện này ta sẽ suy ra được tam giác ADE bằng với tam giác ADB theo trường hợp cạnh góc cạnh. Được chưa nào? Đó. Rồi, hai tam giác này bằng nhau, ta sẽ suy ra được cạnh DE bằng với cạnh DB. Ở đây là hai cạnh tương ứng. Được chưa nhỉ? Đó, thì đấy chính là ý A của chúng ta. Chúng ta đến với ý B. AB cắt DE tại K, AB cắt DE tại K. Vậy chúng ta sẽ cần phải kéo dài cạnh DE này ra. Tại K. Chứng minh rằng tam giác DCK cân. DCK. Đó. Để chứng minh tam giác DCK cân thì ta cần phải chứng minh được có thể là cạnh DK bằng với cạnh DC, đúng không nhỉ? Đó, vậy thì DK và DC thì nó sẽ nằm trong hai tam giác nào? Nó sẽ nằm trong tam giác DKB và tam giác DCE. Đấy. Thì ở đây chúng ta có cạnh DB bằng với cạnh DE. Câu A chúng ta vừa chứng minh rồi. Chúng ta có góc D1 bằng với góc D2. Ở đây là hai góc đối đỉnh, đúng không nào? Đấy, chúng ta còn cái gì nữa không? Đó, chúng ta còn cạnh nào nữa không? Hoặc là góc nào không? Thì các bạn nhìn thấy đây này, cô sẽ ký hiệu đây là góc C1 và đây là góc K1. Đó, các bạn chú ý một chút, đấy là góc D, góc ta có này, góc C1 cộng với cả góc B1 thì bằng 90 độ. Do tam giác ABC vuông tại A, đúng không nào? Đấy, chúng ta có góc K1, ở đây là góc E1, cộng với góc E1 thì bằng 90 độ. Do tam giác AEK cũng là tam giác vuông tại A, đúng không nào? Đấy, AEK tam giác vuông tại A. Rồi, mà chúng ta có góc E1 thì bằng với góc B1. Ở đây là hai góc tương ứng. Tương ứng của tam giác ADE bằng với tam giác ADB. Chúng ta vừa chứng minh được ở cái ý trên. Đấy. Thế mà K1 và C1 cùng cộng với một lượng bằng 90 độ. Nên ta suy ra được góc C1 bằng với cả góc K1. Đúng không nào? C1 mà bằng K1 rồi. Thì các bạn thấy rằng là gì? Thì chúng ta có thể xét hai tam giác khác cũng được, mà chúng ta sẽ làm nó gián tiếp một chút. Đấy là cô sẽ xét tam giác ACB và tam giác AKE ta có này, góc A chung, đúng không nào? Đấy. Tiếp theo đấy là chúng ta có AE thì bằng với cả AB. Đây, cái này là chứng minh trên, đúng không nào? AE bằng với cả EB. Chúng ta có cái gì đây? Góc A chung và góc A này của chúng ta bằng 90 độ nhé, tức là hai tam giác vuông. Ta có góc C1 bằng với góc K1, cái này là chứng minh trên. Vậy đây chính là trường hợp là cạnh góc vuông và góc nhọn, đúng không nào? Từ đây ta suy ra được tam giác ACB bằng với tam giác AKE. Đấy. Hai tam giác này bằng nhau rồi thì ta sẽ suy ra được cạnh KE bằng với cả cạnh CB. Được không nhỉ? KE bằng CB. Mà chúng ta thấy này. Ở đây thì chúng ta có cái gì? Hai tam giác này bằng hai cạnh KE bằng với cạnh CB rồi thì ta thấy là ta có DK thì bằng KE trừ đi cạnh ED. DC thì bằng cạnh CB trừ đi cạnh DB, đúng không nhỉ? Mà KE thì bằng với CB, ED thì bằng với cả DB. Đó, đều là chúng ta vừa chứng minh xong. Từ bốn cái điều kiện này ta sẽ suy ra được là cạnh DK bằng với cạnh DC. DK và bằng DC thì tam giác DKC này sẽ là tam giác cân tại D, được không nhỉ? Đó, thì đấy chính là
bài ý B của chúng ta, một ý, một nửa ý B đầu tiên. Tiếp theo B sẽ là trung điểm của đoạn thẳng AK. B là trung điểm của AK. Đấy. Thế ở đây chúng ta thấy là gì? Ta suy ra được là ngoài cái cạnh DB à CB bằng với cả cạnh EK ra thì ta còn suy ra được thêm đấy là cạnh AK sẽ bằng với cả cạnh AC. Đúng không nào? AK bằng AC. Đấy, mà ta có là AB thì bằng 1/2 AC. Nên từ hai cái này ta sẽ suy ra được là AB của chúng ta sẽ bằng 1/2 AK. Vậy tức là B này nó sẽ là trung điểm của AK. Được không nào? Đó thì đấy chính là ý B của chúng ta. Được chưa nhỉ? Rồi, chúng ta cùng nhau chuyển sang ý C. AD cắt CK tại H. AD cắt CK tại H. Chứng minh AH vuông góc với KC. Chứng minh AH vuông góc với cả KC. Rồi, chúng ta cùng chứng minh nhé. Ở đây các bạn quan sát thấy là có một cái đặc biệt này. Ta vừa chứng minh được là B nó là trung điểm của AK. Tức là ta sẽ suy ra được CB sẽ là trung tuyến của tam giác ACK, đúng không nào? Đấy, ta có KE này nó cũng là trung tuyến của tam giác ACK vì EC bằng với EA. Mà CB giao với cả KE tại điểm D, đúng không nào? Nên ta sẽ suy ra được D nó chính là trọng tâm của tam giác ACK. Vậy thì suy ra được là mà ta còn có là AD giao với cả CK tại điểm H, nên ta suy ra được H nó sẽ là trung điểm. Tại vì nó là trọng tâm thì H nó sẽ phải là trung điểm của CK, đúng không nào? H mà là trung điểm của CK, ta sẽ suy ra được là CH bằng với HK, đúng không? Đấy. Vậy thì để chứng minh cái này vuông góc thì ta có thể chứng minh góc H1 bằng với cả góc H2. Cái kiểu này chúng ta đã chứng minh rất là nhiều rồi, đúng không nào? Vậy để chứng minh hai cái góc này bằng nhau thì cô sẽ xét tam giác AHC và tam giác AHK. Ta có này, AH chung này, được không nào? Đấy, HC bằng với HK, cái này là chứng minh trên này. AC bằng với AK, cái này cũng là chứng minh trên này. Đều là chứng minh trên hết, đúng không nào? Từ đây ta suy ra được tam giác AHC bằng với tam giác AHK theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Đấy, tức là ta suy ra được là góc H1 bằng với góc H2. Đây là hai góc tương ứng. Đúng không nào? H1 bằng H2 rồi thì ta thấy này, ta có này, góc H1 cộng với góc H2 thì bằng 180 độ vì đây là hai góc kề bù. Vậy thì từ đây ta suy ra được là góc H1 bằng góc H2 sẽ bằng 180 độ chia 2 và bằng 90 độ. Cái này mà bằng 90 độ rồi thì ta sẽ suy ra được là AH hay là HA vuông góc với CK. Đúng không nào? Đấy thì đấy chính là ý C của chúng ta. Rồi, thì đó chính là bài số 7. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài số 8. Bài số 8 của chúng ta có nội dung như sau. Ở hình 1, đây là hình 1 này. Cho biết là AE bằng với cả AF và góc ABC bằng với cả góc ACB, đây đã ký hiệu cho chúng ta rồi. Chứng minh AH là đường trung trực của BC. Đấy. Vậy cô sẽ ghi sơ đồ một chút nhé. Ta cần chứng minh AH nó là trung trực của BC. Tức là ta cần có hai yếu tố, hoặc là ta sẽ chứng minh ở đây là chúng ta sẽ cần phải chứng minh là gì? Chúng ta sẽ cần phải chứng minh là AB bằng với AC, tại vì những cái điểm mà nằm trên trung trực thì cách đều hai đầu múc của đoạn thẳng đó, và HB bằng với HC, đúng không nào?
Đấy, ta đang cần chứng minh hai cái điều này. AB bằng với AC thì ta có thể chứng minh dựa vào hai tam giác. Đấy là tam giác ABF bằng với tam giác ACE, đúng không nào? Đấy, hai tam giác này thì có ba điều kiện gì rồi? Đầu tiên thì chúng ta sẽ có góc A này là góc chung. Ta có là AE bằng với AF, nên là giả thiết, đúng không nào? Đấy, giả thiết. Rồi, chúng ta còn điều kiện gì nữa không? Ở đây thì chúng ta có ABF và AEC. Ở đây thì chúng ta chưa có thêm một điều kiện nữa, đúng không nào? Đấy, mà các bạn có thể chứng minh cái gì nữa? AE bằng với cả AS rồi này. Đấy, thế thì ABC bằng AS. À, khi mà chúng ta có ABC bằng với ACB, tức là tam giác ABC này sẽ là tam giác cân, đúng không nào? Vậy thì AB sẽ bằng với cả AC, đúng không nhỉ? Đấy, cái này chúng ta đã có luôn rồi. Vậy thì cái điều cái này chúng ta không cần thiết. Ở đây vì tam giác ABC này cân, cân do góc ABC bằng với góc ACB, cái này là giả thiết rồi, đúng không nào? Đấy, chúng ta lưu ý một chút là chúng ta có thể nhìn thấy luôn. Đó, bây giờ là HB bằng với HC. HB bằng với HC thì cô có thể sử dụng cái điều kiện chúng ta chứng minh như thế nào? Chúng ta cũng có thể xét cái tam giác mà chứa HB và HC, đúng không nhỉ? Đấy, cô sẽ thử nối A với H nhé. Thì chúng ta sẽ có tam giác AHB và tam giác AHC. AHB và tam giác AHC thì chúng ta sẽ có đây là AB bằng với AC này. Đấy, chúng ta sẽ có là cạnh AH chung này, đúng không nhỉ? Đấy, AH sẽ là cạnh chung. Rồi, tiếp đến là chúng ta sẽ có thêm điều kiện gì không? AB bằng với AC, AH chung. Chúng ta sẽ cần phải chứng minh góc A1 bằng với góc A2, đúng không nào? A1 mà bằng với cả góc A2 thì tức là ở đây thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có là A1 mà bằng góc A2, cô sẽ ký hiệu vào đây nhé. Góc A1 bằng với cả góc A2, được không nhỉ? Đấy, vừa nãy nếu như chúng ta chứng minh được góc ABF bằng với góc ACF thì ta sẽ có thể suy ra được đấy là góc B1 bằng với cả góc C1. Nhưng mà nó cũng sẽ không được, tại vì là cần phải trường hợp là cạnh góc cạnh cơ, đúng không nào? Đấy, vậy thì làm sao để có thể chứng minh được góc A1 bằng với cả góc A2 đây? Chúng ta chuyển sang nhánh tiếp theo, đấy là chúng ta cần phải chứng minh HB bằng với HC. Nếu như HB bằng HC thì ta có thể chứng minh tam giác HBC này là tam giác cân. Tam giác cân thì ta sẽ cần phải chỉ ra được, ở đây cô sẽ ký hiệu là góc B2 và góc C2, đúng không nào? B2 và góc C2. Tức là ta cần phải chứng minh góc B2 bằng với góc C2. Đấy, B2 với C2 thì nó sẽ liên quan đến hai tam giác nào? Tức là chúng ta sẽ cần phải chứng minh tam giác FBC bằng với tam giác ECB, đúng không nào? ECB và FBC, ba điều kiện ở đây sẽ là gì? Đầu tiên thì ta sẽ có là BC sẽ là cạnh chung. Đó, tiếp theo đấy là chúng ta có góc ABC sẽ bằng góc ACB, này là giả thiết, đúng không nào? Đấy, tiếp đến là chúng ta sẽ cần phải chứng minh cạnh EB bằng với cả cạnh FC. EB bằng FC vì sao? Cô sẽ ghi ở phía dưới này. Vì chúng ta có này, FC thì bằng AC trừ đi AF, EB thì bằng AB trừ đi AE. Mà AC bằng AB rồi, do cái tam giác ABC là tam giác cân, đúng không nào? AE bằng AF vì giả thiết đã có, vậy là ta đã hoàn toàn có thể chứng minh được AH là trung trực của BC, đúng không nhỉ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái sơ đồ này để chúng ta trình bày từ nhánh bên này trước. Đầu tiên này, ta có
Góc ABC bằng góc ACB. Từ đây ta suy ra được tam giác ABC sẽ cân tại A, đúng không nhỉ? Cân tại A tức là ta suy ra được là AB bằng với AC. Vậy A nó sẽ thuộc vào trung trực, đường trung trực của BC. Vậy ta đã xong nhánh đầu tiên. Nhánh thứ hai, làm từ dưới lên. Ta có FC bằng với AC trừ đi AF. EB thì bằng với AB trừ đi AE. Mà AC bằng với AB chứng minh trên. AF bằng với AE, cái này là giả thiết. Nên ta suy ra được đấy là cạnh FC bằng với cạnh EB. Vậy đến đây chúng ta hoàn toàn có thể xét tam giác rồi, đúng không nhỉ? Xét tam giác FBC và tam giác ECB có BC chung, góc ABC bằng góc ACB giả thiết, cạnh FC bằng với cạnh EB chứng minh trên. Đó. Từ đây ta suy ra được tam giác FBC bằng với tam giác ECB theo trường hợp cạnh góc cạnh. Hai tam giác này bằng nhau rồi, ta sẽ suy ra được góc B2 bằng với góc C2. Ở đây là hai góc tương ứng. Được chưa nào? Hai góc tương ứng. Hai góc này bằng nhau, ta sẽ suy ra được tam giác HBC sẽ là tam giác cân tại H. Tức là HB sẽ bằng với HC. Đó. Vậy H nó sẽ thuộc vào đường trung trực của BC, đúng không nhỉ? A cũng thuộc vào đường trung trực của BC, H cũng thuộc vào đường trung trực của BC. Vậy thì từ 1 và 2 ta suy ra được HAH nó là AH của chúng ta, nó sẽ là đường trung trực của BC. Được chưa nào? Thì đấy chính là bài tập số 8 của chúng ta. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài tập số 9. Bài tập số 9 của chúng ta có nội dung như sau. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác của góc C cắt AB tại M. Đó, vậy chúng ta sẽ kể một tam giác vuông tại A. Đường phân giác của góc CABC góc này của chúng ta sẽ là khoảng 57 độ. 50 sẽ là 25, 7 độ là thêm 3,5 tức là 58,5 độ. Đường phân giác của góc C cắt AB tại M. Từ B kẻ BH vuông góc với CM. Vậy cái này chúng ta sẽ phải kéo dài cái BCM này ra. Kẻ BH vuông góc với CM. Trên tia đối của tia HC, lấy điểm E sao cho HE bằng với HM. Khoảng đến đây. HE bằng với HM. Chứng minh tam giác MBE cân. Đúng không nhỉ? Rất đơn giản, chúng ta sẽ cần phải chứng minh MB bằng với cả EB. Vậy ta sẽ xét tam giác, đúng không nào? Đây là bài số 9. Xét tam giác MBH và tam giác EBH. Ta có BH chung. Cô ký hiệu đây góc H1 và góc H2. Góc H1 bằng với góc H2 bằng 90 độ.
do BH vuông góc với CM, được không nào? Tiếp, MH bằng với HE, cái này là giả thiết. Vậy thì từ ba điều kiện này ta sẽ suy được tam giác MBH bằng với tam giác EBH theo trường hợp cạnh góc cạnh, được chưa nào? Vậy hai tam giác này bằng nhau, ta suy ra được là BM bằng với cả BE, hai cạnh tương ứng, tức là tam giác MBE sẽ là tam giác cân tại B, được chưa nào? Thì đấy chính là ý A của chúng ta. Chúng ta cùng nhau chuyển sang ý B nhé. Ý B của chúng ta đấy là ta cần chứng minh góc AEBH, EBH, tức là góc B1 bằng với cả góc ACM, tức là góc C1. Vậy đây các bạn quan sát thấy này, coset tam giác ACM vuông tại A, ta có góc C1 cộng với cả góc M1 thì bằng 90 độ, đúng không nào? Đấy. Tiếp theo, coset tam giác MHB vuông tại H, ta có góc B2 cộng với cả góc M2 cũng bằng 90 độ, đúng không nào? Mà ta có được là góc M1 thì bằng góc M2, ở đây là hai góc đối đỉnh, tức là góc C1 và góc B2 cùng cộng một lượng bằng 90 độ, nên ta thấy là từ 1, 2 và 3 ta sẽ suy ra được là góc C1 bằng với cả góc B2, đúng không nào? Mà cái tam giác MBH bằng với tam giác EBH chứng minh trên, thì đây ta suy ra được đấy là góc B1 sẽ bằng góc B2 vì là hai góc tương ứng, đúng không nào? Hai góc tương ứng. Đấy. B1 mà bằng B2 rồi thì ta sẽ suy ra được là góc C1 sẽ bằng với góc B1, hay góc ACM bằng với cả góc EBH, chính là điều mà chúng ta cần phải chứng minh. Được chưa nào? Đấy. Thì đấy chính là ý B của chúng ta. Ta cùng nhau đến với ý C. Ý C của chúng ta đấy là chứng minh EB vuông góc với cả BC. EB vuông góc với cả BC. Đấy. Được không nào? Rồi, EB vuông góc với BC. Vừa nãy thì ta chứng minh được là gì? Ta có ở đây, đây là ý C, góc B1 bằng với góc B2 bằng với góc C1. Đúng không nào? Mà góc C1 thì lại bằng góc C2 này. Tới đây ta suy ra được đấy là bốn cái góc B1 bằng góc B2 bằng góc C1 bằng góc C2, đúng không nhỉ? Hay ở đây ta còn có là góc EBA bằng với cả góc ACB đấy, đúng không nào? Đó. Mà ta có góc ACB cộng với góc ABC bằng 90 độ, do tam giác ABC là tam giác vuông tại A, đúng không nhỉ? Từ đây ta suy ra góc E BA cộng với góc ABC nó cũng sẽ bằng 90 độ, vì là góc EBA nó bằng với cả góc ACB, đúng không nào? Vậy tức là ta suy ra được là góc EBC sẽ bằng 90 độ. Vậy là EB của chúng ta sẽ vuông góc với cả CB, đúng không nào? Hay là BC. Đấy là điều mà ta cần phải chứng minh ở ý C. Thì đó là bài số 9. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài số 10. Bài số 10 của chúng ta có nội dung như sau. Trên đường thẳng A lấy 3 điểm phân biệt Y, Z, K. Y này, Z này, K này, được không nào? Z ở giữa. Kẻ đường thẳng B vuông góc với đường thẳng A tại Z. Đây. Trên Z, trên đường thẳng B, đây đường thẳng B của chúng ta, lấy điểm M khác điểm Z, qua đường thẳng Y, qua Y vu kẻ vuông góc với MK, kẻ vuông góc với MK
Đó, cắt đường thẳng B tại điểm N. Đúng không nhỉ? Chứng minh rằng là KN của chúng ta sẽ vuông góc với IM. Vậy các bạn có nhìn thấy N của chúng ta nó chính là cái điểm gì không nhỉ? Đúng không nào? Đó chính là trực tâm đấy. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau xét tam giác IMK. Ta có đầu tiên đấy là MJ. Đúng không nhỉ? MJ vuông góc với cả IK, này là giả thiết. Cái thứ hai chúng ta có là IN. IN vuông góc với cả KM, cái này cũng là giả thiết. Mà IN giao với cả MJ chính là tại điểm M, nên ta suy ra được là M nó chính là trực tâm của tam giác NMIK, đúng không nhỉ? Vậy thì IN giao với MJ tại điểm N, có xin lỗi. Vậy thì N nó chính là trực tâm của tam giác MIK. Tức là ta sẽ suy ra được là KN nó sẽ phải vuông góc với cạnh còn lại chính là cạnh IM. Và đây chính là điều mà chúng ta cần phải chứng minh. Đúng không nhỉ? Thì đấy chính là bài số 10 của chúng ta. Vừa rồi thì cô và các bạn đã cùng nhau giải hết 10 bài tập nằm trong phần bài tập cuối chương 8, sách giáo khoa toán 7, bộ sách Chân trời sáng tạo. Để xem thêm lời giải của các bài tập khác, các em hãy truy cập vào trang web lời giải hay.com nhé. Chúc các em học tốt!